cái mực mà sốt nước mắm của mình đó, cái nó kẹo là như vậy là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho nó ra dĩa và thưởng thức thôi nha mọi người. Đây là cái thành quả mà mực nhồi cá thác lát mà sốt mắm của mình nè. Đó, mọi người thấy ngon và hấp dẫn chưa? Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm món mực ống nhồi cá thác lát sốt mắm nha. Thì để làm được cái món này á, thì ở đây mình đã có chuẩn bị một con mực ống nè mọi người. Hiện đây mình đã làm sạch rồi nha. Đó, hiện đây có cá thác lát nè, hiện đây có hành tỏi với lại cái sả nè. Thì cái sả này á, mọi người trộn vô cá nè, xong cái mọi người cho vô cái bụng của con mực á, để cho cái lúc mà mình hấp lên á, thì cái con mực của mình nó sẽ không có bị tanh nha, nó bị sẽ thơm cái mùi sả hơn ha. Đó, thì bây giờ tất cả mình đã chuẩn bị rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cái phần cá này trước, xong rồi mình sẽ nhồi vô bụng rồi mình cho mình đem đi hấp nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần sả này vô nha. Đó, mình cho hết cái phần tỏi với hành tỏi của mình vô luôn ha. Thì cái phần hành tỏi này á, mình cho một nửa thôi nha, tại vì một lát nữa mình còn làm cái nước sốt á. Đó, mình cho hết vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ nêm cái gia vị nha. Đây, bắt đầu mình sẽ cho một ít muối nha mọi người. À, nửa muỗng bột ngọt. Cái nãy là mình cho hạt nêm nha mọi người, cái này là mình cho thêm bột ngọt nè, mình nói lộn. Cho đây một muỗng đường nè. Rồi mình sẽ cho vào đây một ít tiêu nữa. Rồi nha. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần này lên nha. Mình cho sả vô á, một lát hơn mình hấp mực á, nó rất là thơm nha mọi người. Nó không có bị tanh ha. Mình sẽ trộn đều cái phần cá này cho nó dẻo lên nha. Đây nha mọi người, thì cái phần cá này á, mọi người đã quết cho nó dẻo như thế này là được nha. Đó, tại vì với lại cái phần sả này á, mình chỉ lấy cái phần gốc sả cho nên là nó sẽ ăn rất là ngon nha. Đó, với lại nó thơm nữa, mình không có lấy cái phần đầu sả, mình chỉ lấy cái phần gốc sả thôi nha. Đó, thì bây giờ cái phần cá mình đã làm xong rồi, thì bây giờ mình sẽ cho cái mực này qua đây, mình cho cái phần này vô nha. Đó, mình sẽ nhét vô ha. Đó, mình nhét vô ha, nhét hết luôn ha. Ở đây mày, thì đây là con mực mà mình đã nhồi cá vô rồi ha. Và bây giờ mình sẽ cho cái mực này vô. Mình sẽ nhét cái tâm vô đây ha.
Đó nha mọi người. Đó, bây giờ bắt đầu mình sẽ đem nó đi hấp nha. Đây nha, trước khi mà mình hấp á thì mình sẽ chọt cho nó lủng bớt nha, cho nó xì hơi ra nha mọi người. Rồi ha, bây giờ bắt đầu mình sẽ đem đi hấp nha. Rồi nha, bây giờ bắt đầu mình sẽ đem con mực này lên mình hấp trong vòng 7 phút nha mọi người. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ hấp trong vòng 7 phút rồi mình sẽ tắt ra, tắt bếp rồi bắt đầu mình đem đi sốt lên cái phần nước mắm ha. Bây giờ trong khi mà đợi cái con mực này á thì bắt đầu mình sẽ đi pha cái phần nước sốt trước nha. Đây là một cái chén nước lọc của mình nha mọi người. Thì trong cái chén nước lọc này á nó có khoảng 4 muỗng nước lọc nha. Đó. Rồi bắt đầu mình sẽ pha nước mắm ha. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê hạt nêm. Cho đây 1 muỗng canh nước mắm nha. Rồi. Nếu muốn cà phê bột ngọt. Nè, sẽ cho đây 1 muỗng tương ớt xíu muội nha. Thì mình nói với mọi người á thì mọi người nên mua cái tương ớt xíu muội nè. Mọi người làm cái phần sốt á nó rất là thơm ngon ha. Đó, mình sẽ cho đây 1 muỗng canh ha. Mình sẽ cho đây thêm 1 muỗng tương ớt nữa nha. Rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ quậy đều lên. Rồi mình coi cái con mực mình nó chín chưa rồi bắt đầu mình sẽ đem đi mình sốt cái phần này ha. Rồi nha mọi người, thì bây giờ mình sẽ dở ra mình xem thử nha. Ồ, ngon quá. Con mực của mình á, như vậy nó đã chín rồi nha. Mình sẽ tắt bếp nè. Bắt đầu mình sẽ đi sốt nước mắm nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bếp lên nha. Để cho cái chảo mà nó nóng với lại nó khô hết nước, mình sẽ cho dầu vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít dầu nha. Cho cái phần hành tỏi của mình vô ha. Rồi sẽ phi cho nó thơm nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần cái nước sốt của mình vô nha. Sẽ nấu cho cái phần nước sốt của mình đó nó hơi sạch sạch lại rồi bắt đầu mình sẽ cho con mực của mình vô nha. Rồi bây giờ cái phần nước sốt của mình đó nó cũng đã sạch sạch lại rồi nè. Đó, mình sẽ cho cái con mực của mình vô nha. Đó, mình sẽ cho con mực của mình vô ha. Đó. Mọi người thấy cái con mực của mình đó nó no tròn luôn ha. Bây giờ mình sẽ nấu cho đến khi nào mà cái phần nước sốt này á nó kẹo là thì kẹo ha, cho nó bám hết vô con mực của mình nha. Đó, mình sẽ thấy đều lên ha. Đó, mình sẽ chen đều lên nha. Rồi nha, cái mực mà sốt nước mắm của mình đó nó kẹo là như vậy là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ
tắt bếp và cho dĩa và thưởng thức thôi nha mọi người. Đây là cái thành quả mà mực nhồi cá thác lát mà sốt mắm của mình nè. Đó, mọi người thấy ngon và hấp dẫn chưa? Nếu mà mọi người xem kênh, nếu mà thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nha. Rất là ngon, rất là hấp dẫn nha.